Tập 16. Một người đàn ông tiêm quá nhiều insulin, chết ngay trong xe của mình. Được biết, nạn nhân là Gu Tam Kim, trưởng phòng hậu cần bất động sản Triệu Tường. Gu Tam Kim. Ba, con muốn xem điện thoại của ba. Lạc Lạc, ba đang bận việc, con đi chơi trò khác đi. Quang, ba, đi đi. Cưu Tam Kim, đúng là có liên quan đến Sáu Cơ. Rõ ràng Sáu Cơ biết rất rõ tình hình của Cưu Tam Kim. Hắn biết Cưu Tam Kim mắc bệnh tiểu đường, cũng biết quy lực tiêm insulin của hắn. Thậm chí là biết lúc đó Cưu Tam Kim có bữa ăn xã giao, còn biết trong lúc uống rượu, Cưu Tam Kim phải tiêm một mũi nữa, cho nên đã đánh tráo túi của anh ta. Tăng lượng insulin lên. Bành bối Ngô Tam Kim Đức, dù thế nào Lưu Triệu Trường cũng không giận. Có phải Lưu Triệu Trường là Sáu Cơ không? Nếu Lưu Triệu Trường là Sáu Cơ, chắc chắn sẽ biết chuyện cậu và lão bị giết Giả Minh Minh, sẽ không để Ngô Tam Kim tiến hành ép cung với cậu. Có lẽ mọi việc trên vẻ bề ngoài đều là ngụy trang thì sao? Dù sao thì bên trong chắc chắn có vấn đề. Anh đến rồi. Tôi đợi lâu lắm rồi. Hoàng Tĩnh Nghi nói chuyện của cô với Lưu Triệu Trường với tôi rồi. Cô nói cô và hắn ta có một bí mật. Tôi hẹn anh đến là để nói bí mật này với anh. Bí mật gì? Tôi và Lưu Triệu Trường đã từng gặp kè với nhau. Khi tôi học đại học, Giải Minh Minh giới thiệu cô với Lưu Triệu Trường sao? Đúng vậy. Khi tôi nhìn thấy căn biệt thự của Lưu Triệu Trường, tôi thực sự rất ngưỡng mộ Giải Minh Minh. Giải Minh Minh thường nói với tôi, kiểu con gái xuất thân từ nông thôn như chúng tôi, không phải người nào cũng có cơ hội bám lấy đại gia. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Người có tiền như Lưu Triệu Trường không phải ngày nào cũng có thể gặp. Cô ấy không quan tâm Lưu Triệu Trường có người phụ nữ khác không, có phải đã có vợ không. Cô ấy đều không sợ. Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm bồ nhí cũng có cơ hội chuyển sang làm vợ chính. Hôm nay anh mang rượu gì ra thế? Tất nhiên là loại rượu mà em thích rồi. Mình nói với cậu loại rượu này ngon lắm, cậu nhất định phải uống. Huệ Dư à, loại rượu này ngon lắm, anh mong em có thể uống thử. Nào, cạn ly. Ngon phải không? Huệ Dư, mình nói với cậu, nếu cậu không có chuyện gì, phải thử đến nhà bọn mình chơi. Nhà bọn mình chỉ chào mừng người đẹp thôi. Thử đến chơi nhé. Cảm ơn. Minh Minh, hôm nay anh mua cho em một bộ quần áo mới, là kiểu mới nhất của năm nay. Thật không? Tất nhiên rồi, anh đang để trên tầng. Bây giờ em đi thử nha. Được, đợi mình một lát. Mình đi với cậu. Không cần đâu, cậu uống rượu ở đây đi. Uống nhiều một chút. Minh Minh, lát nữa em phải cho anh một bất ngờ nha. Được, anh đã chăm sóc cho chị em tốt của em.
Hai người gặp kẻ với nhau như thế nào? Hôm đó là sinh nhật 23 tuổi của tôi. Tôi vừa biết ba tôi bị bệnh ung thư. Nhưng tôi chỉ là sinh viên, không kiếm được nhiều tiền điều trị như vậy. Tôi buồn bã một mình ở tiệm bánh ngọt, gợi cho mình một cái bánh sinh nhật. Tôi thật sự mong ông trời có thể giúp tôi cứu ba tôi. Tôi tưởng là mất điện, nhưng lúc đó loa trong cửa tiệm lại đột nhiên vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi ý thức được Lưu Triệu Trường đang chủ động theo đuổi tôi. Tất nhiên là giấu giả Minh Minh. Quệ Dư, chúc em sinh nhật vui vẻ. Lúc đó trong lòng tôi thật sự rất phức tạp. Tôi biết có thể tôi đang làm một chuyện hết sức thất đức. Nhưng nghĩ đến người ba đang nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi cũng đang mâu thuẫn. Cuối cùng vì ba tôi, trong tình huống biết rõ người đàn ông này không đáng tin cậy, tôi vẫn chấp nhận sự quyến rũ của anh ta, chọn làm bồ nhí của anh ta. Tôi biết tôi không phải người phụ nữ tốt. Sau đó cuộc gặp kẻ với Lưu Triệu Trường sao? Tôi không muốn làm tổn thương giả Minh Minh. Lưu Triệu Trường cũng muốn tiếp tục bắt cá hai tay. Chúng tôi bắt đầu một tình yêu ngầm. Cũng có nghĩa là không ai biết được Lưu Triệu Trường và cô yêu giao. Đúng vậy. Cảnh đêm thật đẹp. Đúng vậy, rất đẹp. Nhưng cảnh đêm đẹp thế nào cũng không đẹp bằng em, Quệ Dư. Sau đó giả Minh Minh vẫn biết chuyện này. Cô ấy cãi nhau lớn tiếng với tôi, chửi tôi phát điên lên vì muốn bám lấy đại gia, cướp miếng thịt trong bát người khác ăn. Sẽ có một ngày gặp báo ứng. Không bao lâu sau khi cô ấy thôi học, hoàn toàn biến mất. Chúng tôi cũng mất liên lạc. Tôi rất áy náy vì giả Minh Minh và Lưu Triệu Trường quen giao trước. Tôi cũng thật sự làm người thứ ba vô liêm sỉ. Cho dù nguyên nhân là gì, tôi cũng rất hối hận vì những chuyện tôi đã làm. Vậy nên tôi đề nghị chia tay với Lưu Triệu Trường. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nhưng tôi thật không ngờ giả Minh Minh vẫn thù tôi. Đến mức sau khi biến mất rất lâu, cô ấy đột nhiên xuất hiện để trả thù tôi. Tôi càng không ngờ sở thích rảnh rỗi của Lưu Triệu Trường đã hại tôi. Sở thích rảnh rỗi sao? Đúng vậy, nhiếp ảnh. Cậu vẫn hận mình sao? Bỏ đi, chuyện đó đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Nghe nói bây giờ cậu làm MC, không tồi.
Cũng được. Cậu vẫn giống trước đây. Người có toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng. Nhưng hình như đàn ông thích điểm này của cậu. Cậu càng nhiệt tình với anh ta, anh ta càng không đá cậu đi. Cậu càng lạnh nhạt với anh ta càng coi cậu là nữ thần. Chẳng trách năm đó tôi lấy lòng Lưu Triệu Trường như vậy. Anh ta vẫn hết lòng với cậu. Đúng là năm đó mình có lỗi với cậu. Mình luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu. Cậu không còn xin lỗi. Nhưng có chuyện cậu có thể không biết. Năm đó Lưu Triệu Trường đã lấy máy ảnh chụp lại những cảnh cậu với anh ta thân mật với nhau. Cậu nói gì? Tôi nói ra có thể cậu không tin. Sau khi hai người chia tay, tôi với anh ta lại cặp kè với nhau. Sau đó tôi phát hiện ra những bức ảnh đó. Bây giờ chúng đang ở trong điện thoại tôi. Tôi gửi một bức cho cậu xem nhé. Sao lại như vậy? Cậu mau trả lại ảnh cho mình đi. Cậu vội gì chứ? Đúng là hôm nay tôi đến tìm cậu có chút việc. Tôi cũng được người khác nhờ. Bây giờ có người muốn cậu đi chơi với đại gia. Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Đây không phải là chuyện lớn gì. Chúng ta là bạn học cũ. Tôi cũng không nói tránh nữa. Chúng ta không phải là trẻ con. Cậu cũng là người phụ nữ từng ly hôn. Nếu cậu đồng ý làm chuyện này, có thể lấy ảnh về, có thể kiếm tiền, bản thân cậu cũng không có tổn thất gì. Tôi có thể đảm bảo sẽ không có ai biết chuyện này. Giả Minh Minh, cậu điên rồi phải không? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mau trả ảnh lại cho tôi đi. Trả sao? Chuyện này tôi không quyết định được. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách trả ảnh lại cho cậu. Nhưng nếu cậu không đồng ý, thì những bức ảnh này sẽ bị đăng lên mạng. Cậu làm như vậy là phạm pháp. Cậu không sợ tôi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát? Tề Huệ Như, cậu biết tôi hận cậu thế nào không? Tôi đăng mấy bức ảnh này lên, cùng lắm là bị phạt tù 2-3 năm. Tôi dùng 2-3 năm của tôi đổi lấy một đời đau khổ của cậu, dày dò cậu cả đời. Tôi thấy rất xứng đáng. Bây giờ cô là MC. Những bức ảnh này thật sự bị đăng lên trên mạng, xuất hiện ở khắp nơi. Khán thính giả thích cậu nhìn thế nào đây? Đồng nghiệp của cậu nghĩ sao vậy cậu? Cậu suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ thông suốt rồi gọi điện cho tôi. À phải, số điện thoại của tôi chính là số gửi ảnh cho cậu. Bây giờ tôi rất thích khí chất lạnh lùng của cậu. Thứ Lưu Triệu Trường bảo Ngô Tam Kim đến đòi là những bức ảnh nóng đó. Đúng vậy. Chỉ là ảnh nóng thôi sao? Đúng vậy. Huệ Như, sao em đến đây? Bao nhiêu năm không gặp. Em nhớ anh sao? Lưu Triệu Trường, anh có còn là con người không? Em nói gì vậy? Tất nhiên anh là người rồi. Anh không chỉ là người, anh còn là đàn ông. Anh đừng làm tôi buồn nôn. Tôi hỏi anh, chuyện mấy bức ảnh đó là thế nào? Ảnh? Ảnh gì? Anh không chỉ trêu đùa tôi, còn giữ những bức ảnh đó lại. Anh còn là người không? Chuyện này,
Nếu tôi sớm nhìn rõ anh là kẻ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm, có chết tôi cũng không cặp kè với anh. Anh nói đi, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Không phải em nghe anh nói anh chỉ giữ làm kỷ niệm thôi. Sao em lại có mấy bức ảnh này? Tôi còn muốn hỏi anh, bây giờ anh và Giả Minh Minh có quan hệ gì? Anh, sau khi chúng ta chia tay, cô ta làm nhân viên văn phòng ở một công ty một khoảng thời gian. Nhân viên văn phòng? Sao cô ta lại có ảnh của tôi? Có phải hai người quay lại với nhau rồi không? Có phải anh sai khiến Giả Minh Minh lấy ảnh uy hiếp tôi không? Cô ta uy hiếp em sao? Uy hiếp thế nào? Cô ta bảo tôi cặp kè với đại gia, còn nếu tôi không đồng ý, cô ta sẽ đăng những bức ảnh đó lên mạng. Đào, em ngồi xuống trước đi. Em nghe anh nói, sao anh có thể làm ra những chuyện này? Anh còn phải suy nghĩ đến hình tượng xã hội của anh nữa chứ. Bây giờ anh là doanh nhân quản lý người nổi tiếng, chính phủ chuẩn bị giao dự án lớn cho anh làm. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Bây giờ anh phải lập tức đòi lại những bức ảnh đó rồi quỷ cho tôi. Không phải cô ta, mấy bức ảnh này anh thật sự khó đòi. Em biết tại sao không? Vì quan hệ của anh và Giả Minh Minh rất gượng gạo, chắc chắn cô ta sẽ không đưa cho anh đâu. Thật ra anh cảm thấy em gặp với đại gia cũng không phải là chuyện lớn gì, không nghiêm trọng như vậy đâu. Anh bảo tôi đồng ý Giả Minh Minh sao? Em tự tính toán đi. Được, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Đừng quậy Dư, em đừng giận, nghe nói đã. Sao anh có thể nhẫn tâm để em chịu thiệt thòi được? Dù sao thì em cũng là người phụ nữ anh yêu nhất. Bây giờ anh sẽ bảo hai người đòi lại số ảnh đó cho em được không? Đào, ngồi xuống đi. Anh cũng không ngờ Giả Minh Minh lại làm ra chuyện này, quá không đáng tin. Em phải chịu thiệt thòi về chuyện này rồi. Chúng ta hãy nghe điện thoại của một thính giả. Hotline của chương trình này khó gọi thật đấy. Người bạn này, bài hát dưới đây là một bài hát cũ của Trương Học Hữu, Một Trò Chơi Một Giấc Mơ. Bạn muốn tặng bài hát này cho ai? Cậu không nghe ra giọng nói của tôi sao? Tôi là Giả Minh Minh. Bạn còn ở đó không? Hình như đường truyền của người bạn này có vấn đề. Để chúng ta nghe điện thoại của thính giả tiếp theo. Tôi đã nghe chương trình đó. Một Trò Chơi Một Giấc Mơ là bài hát của Dương Kiệt. Cô đã nói thành Trương Học Hữu. Trong tất cả chương trình tôi từng nghe của cô chưa bao giờ phạm phải sai lầm hạ đẳng như vậy. Giả Minh Minh, cậu quá đáng thật đấy. Chuyện cậu cặp với đại gia, tôi sẽ không để người khác biết. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để cậu chịu quá thiệt thòi. Nhưng tôi thật sự thấy đây không phải là chuyện to tát gì. Cậu sợ rồi sao? Cậu phải cho tôi suy nghĩ thêm vài ngày. Tôi có thể không gọi điện thoại quấy rối cậu, nhưng cậu phải quyết định nhanh lên. Tôi cũng làm việc cho người khác, cậu đừng để tôi khó xử. Nên cô đã đồng ý với yêu cầu của Giả Minh Minh. Đúng vậy, vì danh dự của tôi, vì danh dự có liên quan đến tôn nghiêm của một người phụ nữ. Cho dù anh có tin không, lần đó của tôi và Trương Nghĩa Lâm là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Hơn nữa, Trương Nghĩa Lâm nói với tôi chỉ là nói chuyện. Tôi và anh ấy thật sự không xảy ra chuyện gì. Sau đó Giả Minh Minh có đến tìm cô nữa không? Ngày hôm sau, quả nhiên Giả Minh Minh không đến quấy rối tôi nữa. Hôm đó là ngày thứ hai sau khi Trương Nghĩa Lâm nhảy lầu, cũng là ngày Giả Minh Minh chết. Hoàng Bán Thành, tôi nghe nói Sáu Cơ giết chết Ngô Tam Kim, anh có biết không? Tôi biết. Rốt cuộc anh gọi điện cho tôi là có ý gì? Rốt cuộc Sáu Cơ có phải anh không? Anh không được nói bừa. Tôi không quen Sáu Cơ, cũng không biết hắn là ai. Nhưng tôi nghe nói Sáu Cơ chính là Lưu Hồng Đào. Anh có thể đi hỏi cậu ta. Nếu thật sự là anh, chúng ta dễ nói chuyện. Thật sự không phải tôi. Được, anh đã không thừa nhận, vậy cũng không còn cách nào. Làm phiền rồi. Nếu Lưu Hồng Đào chính là Sáu Cơ, vậy chuyện em rể cậu ta làm có phải là ý của cậu ta không? Sau này tôi muốn lấy lại những bức ảnh đó từ chỗ của Giả Minh Minh. Lưu Triệu Trường nói với tôi anh ta có thể làm chuyện này. Nhưng rất lâu sau, anh ta nói không tìm được Giả Minh Minh. Tôi mạo hiểm gửi tin nhắn 4 chữ đến điện thoại của cô ta. Nhưng ai biết được điện thoại của cô ta đã ở trong tay của cảnh sát từ lâu. Tôi lo sợ thấp thỏm, không dám nói sự thật cho anh. Nhưng tôi không ngờ Giả Minh Minh chết rồi. Khoảng thời gian này không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Tôi thấy tôi đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Tôi thấy tôi không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Tôi bắt buộc phải nói những chuyện này với anh. Nếu không tôi sẽ chết. Tôi thật sự sẽ chết. Cô biết không, là một cảnh sát hình sự, tôi đã gặp quá nhiều lời nói dối. Nhưng tôi chưa bao giờ vì lời nói dối mà hận bất kỳ ai trong số họ. Vì tôi biết nói dối là nghề của họ. Nhưng hôm nay trong lòng tôi đã gặp tràn hận thù. Vì tôi đã tin cô sẽ không nói dối tôi nữa. Nhưng thật ra tôi lại bị cô giam trong lời nói dối. Anh biết tại sao tôi 5 lần 7 lượt lừa anh không? Chắc chắn anh không thể hiểu được. Tôn nghiêm có ý nghĩa như thế nào với một người phụ nữ như tôi? Có lẽ người phụ nữ khác không hề quan tâm họ có tôn nghiêm hay không. Nhưng tôn nghiêm còn quan trọng hơn tính mạng của tôi. Nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay tôi nói những chuyện này với anh, tôi đã sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm của mình. Từ Huệ Như tôi thích trước đây, bắt đầu từ hôm nay không còn tồn tại nữa. Từ Huệ Như người khác thích cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Từ Huệ Như sau này thế nào tôi hoàn toàn không quan tâm. Cô biết Giả Minh Minh làm kinh doanh gì không? Không biết. Vậy cô đã từng nghe nói đến một người có biệt danh là Sáu Cơ không?
Không. Thế nào? Tề Quý Dư nói gì với thầy? Đi thôi, đi tìm Lưu Triệu Trường. Ông chủ Lê, chuyện gì? Có hai cảnh sát muốn gặp anh. Bảo họ vào đi. Lưu Triệu Trường biết không giấu được bí mật nữa. Hắn hiểu cái gì phải đến sẽ đến. Cảnh sát Lưu, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Ông chủ Lê, Tề Quỷ Dư đã nói chuyện của hai người với tôi rồi. Anh đừng tưởng rằng Ngô Tam Kim chết rồi anh có thể ôm gối ngủ ngon. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Ngô Tam Kim bị anh giết người diệt khẩu. Mời anh theo chúng tôi về cục phối hợp điều tra. Được thôi. Vậy trước khi đi, tôi có thể nói chuyện riêng với cảnh sát Đào được không? Anh có ý gì? Mời cảnh sát Hoàng ra ngoài một lát. Không sao, anh ta không giở trò được đâu. Cậu mở hay là tôi mở giúp cậu? Anh mở đi. Ông chủ Lê, anh đang làm gì vậy? Cậu không phải. Tất nhiên là tôi không phải. Vậy cậu là ai? Tôi là cảnh sát. Bây giờ anh lại có thêm một tội danh nữa. Âm mưu hối lộ cảnh sát hình sự. Mang tiền đến với tôi. Có phải anh bảo Ngưu Tam Kim đến chỗ Giả Minh Minh đòi ảnh đóng của Tề Quệ Như không? Tôi chưa bao giờ bảo cô ta làm chuyện này. Chỉ 1 triệu tiền mặt ở trong xe Ngưu Tam Kim, anh giải thích thế nào? Tôi nói rồi, cậu ta vay 1 triệu của công ty để mua nhà. Tôi có chứng cứ là giấy vay. Tôi biết ngay, sau khi biết Ngưu Tam Kim chết, anh sẽ quanh cho đến cùng. Tôi mong anh nghĩ kỹ. Giả Minh Minh chết rồi. Nhân viên quản lý camera giám sát tại khu dân cư Giả Minh Minh sống cũng chết rồi. Ngưu Tam Kim cũng chết rồi. Ngày xảy ra vụ án, video camera giám sát tại cổng khu dân cư của Giả Minh Minh bị xóa hết. Cái chết của Ngưu Tam Kim cũng không phải tai nạn. Có người lén tráo túi của anh ta. Tăng lực insulin bình thường Ngưu Tam Kim dùng để chữa bệnh tiểu đường. Những chuyện này xảy ra vào lúc anh đồng ý với Tề Quệ Dư đến chỗ Giả Minh Minh đòi ảnh. Chúng tôi có thể tin tưởng những vụ án này đều là do anh làm. Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Có chứng cứ gì? Đây là điện thoại của anh phải không? Chúng tôi phát hiện ra chiếc điện thoại này ở văn phòng của anh. Sáu cơ là sát thủ giết người hàng loạt, chúng tôi luôn truy bắt. Hắn giỏi nhất là ngụy trang mua sát thành tai nạn. Cái chết của Giả Minh Minh, cái chết của Ngưu Tam Kim và cái chết của nhân viên quản lý camera trong khu dân cư Giả Minh Minh sống đều là tình huống này. Lại thêm tin nhắn này, tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ anh đã thuê sáu cơ tạo ra một loạt vụ án này. Không phải như vậy. Tôi không quen sáu cơ. Tôi càng không thuê hắn ta giết người. Tôi chỉ bảo Ngưu Tam Kim thuê người đến chỗ Giả Minh Minh đòi ảnh của Tề Quệ Như. Những chuyện khác tôi không làm. Anh nói anh không quen sáu cơ. Vậy tại sao hắn ta lại giải quyết hậu quả cho anh? Làm sao tôi biết được? Chắc chắn hắn ta là kẻ điên. Hắn liên lạc với anh tất cả bao nhiêu lần? 2 lần. Một lần cậu ta thông qua một bức thư đặc danh, đưa những bức ảnh của Tề Quệ Như cho Hoàng Bán Thành, đối thủ kinh doanh của tôi. Hoàng Bán Thành giao cho tôi. Lần thứ 2 là tin nhắn này.
Tôi cho anh một cơ hội. Anh chứng minh anh không phải sáu cơ như thế nào. Cảnh sát Lưu, tôi chỉ chụp mấy bức ảnh nóng của Tề Quệ Như. Tôi không cần giết người để che giấu chuyện này. Càng không giết người nhiều hơn để che giấu chuyện tôi giết người. Tôi không điên. Vậy với quan hệ của anh và Giả Minh Minh, có phải chúng tôi có thể nghi ngờ hai người là một hội không? Anh là cấp trên của tổ chức bắn bài giam của Giả Minh Minh không? Không phải. Tôi không biết chuyện của Giả Minh Minh. Sao anh chút thuốc mê Tề Quệ Như? Hơn nữa còn âm mưu cưỡng bức cô ấy. Tôi, đây là ý tưởng nguồn gốc của Ngưu Tam Kim. Lúc đó Tề Quệ Như sắp suy sụp rồi, chuẩn bị thừa nhận mọi chuyện với cậu. Ngưu Tam Kim nói Tề Quệ Như sợ ảnh nóng. Chắc chắn cô ấy cũng sợ ảnh nóng mới xuất hiện. Chỉ cần có thể chụp được ảnh nóng mới, chắc chắn có thể bịt miệng cô ấy. Vậy nên tôi làm. Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm được. Anh có biết Ngưu Tam Kim người thuê là ai không? Lão Bì và Lý Hạo Triết. Anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Hồng Đào, bây giờ chúng ta biết là Ngưu Tam Kim bảo Lão Bì đi tìm Giả Minh Minh, nhưng vẫn không điều tra được sáu cơ. Cậu định bước tiếp theo làm gì? Tuy Lão Bì được Lưu Triệu Trường nhờ giả, nhưng cuối cùng sáu cơ vẫn chưa tham gia. Trước tiên đừng để Tiểu Hoàng biết, như vậy cô ấy mới có thể đóng kịch với tôi đi điều tra sáu cơ phía sau Lão Bì. Ba làm gì vậy? Hôm nay ba đưa con ra ngoài chơi. Hôm nay có thể chúng ta không về mà ở bên ngoài. Ba đưa con đi ăn đồ ăn ngon. Chúng ta cùng đi. Thầy Bì muốn đi đâu? Tôi đưa con tôi đi dạo. Ra ngoài đi dạo còn mang hành lý làm gì? Kẻ con nhiều đồ mà. Tôi nói thật với anh, Lý Hạo Triết bị chúng tôi bắt rồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cảnh sát Lương. Được. Lạc Lạc, con ở đây chơi với cô một lát. Ba có chút chuyện. Cháu chơi với cô nhé. Cảnh sát Lưu, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Những lời cần nói trước đây tôi đã nói rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Anh đã hiểu rồi, thì đi cùng với chúng tôi đi. Được. Sau khi biết Lưu Học Đạo chủ yếu điều tra cái chết của Ngưu Tam Kim, Lão Bì giấu nội dung đi gặp Giả Minh Minh, những chuyện khác đều khai ra. Lời tôi nói là sự thật. Tôi và Lý Hạo Triết chỉ muốn lừa Ngưu Tam Kim một khoản tiền. Cái chết của Giả Minh Minh không liên quan đến chúng tôi. Ý anh là các anh không đến biệt thự của Giả Minh Minh sao? Chưa đến bao giờ. Anh đã từng nghe nói đến một người có biệt danh sáu cơ chưa? Chưa nghe thấy bao giờ. Các anh lừa Ngưu Tam Kim bao nhiêu lần rồi? Mấy tấm ảnh trống có thể kiếm được bao nhiêu? Số cuộc là bao nhiêu? 1.500 tệ. 1.500 tệ không đủ cấu thành vụ án hình sự. Tôi thấy chúng ta thả anh ta ra đi. Tôi thấy chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến của đội trưởng Hàn. Được. Thả người. Đội trưởng Hàn, Ngưu Tam Kim thuê Lão Bì và Lý Hạo Triết đi đợi ánh đóng là sự thật. Bọn họ cũng thừa nhận rồi. Nhưng họ nói họ không đến chung cư của Giả Minh Minh. Đây chỉ là lời nói từ một phía, có thể tin được sao? Tôi thấy chúng ta không dễ dàng khinh địch, thả bọn họ ra được.
Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ chứng minh bọn họ giết người được. Nếu tìm được đoạn video bị mất thì tốt. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa tìm được. Cho dù tìm được cũng phải chứng minh hai người họ thật sự đến chung cư của Giả Minh Minh. Mà cũng đúng là Giả Minh Minh chết trong chung cư. Như vậy chúng ta mới có thể đưa ra đề nghị khởi tố Lý Hạo Triết và Lão Bì. Hồng Đào, cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta đi tìm chứng cứ trước. Đám Lưu Triệu Trường bị bắt rồi. Bọn họ đều bị hại bởi chữ sắt. Ảnh của Lưu Triệu Trường là do Sáu Cơ gửi đến cho chúng ta. Chúng ta đã trả lại cho Lưu Triệu Trường. Anh nói xem cảnh sát có nghi ngờ chúng ta có quan hệ với Sáu Cơ không? Có quan hệ gì không à? Cứ để họ điều tra đi. Tôi ra ngoài trước đây. Đúng rồi, ông chủ Hoàng. Tại sao Sáu Cơ lại gửi ảnh cho chúng ta? Tôi đã nói Sáu Cơ là một con ma, đừng dễ dàng đoán tâm tư của hắn ta. Tôi biết rồi. Rốt cuộc tại sao Sáu Cơ lại làm như vậy? Không lẽ hắn ta chỉ để mình thắng thôi sao? Ông chủ Hoàng, đám Lưu Hồng Đào đến rồi. Được, tôi đi xem sao. Cảnh sát Lưu, cảnh sát Hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy. Chắc chắn anh cũng biết chúng tôi đến gặp anh là có chuyện gì. Tôi đã chuẩn bị trà rất lâu rồi. Chỉ đợi hai người đến uống thôi. Không cần đâu. Anh đến đồn cảnh sát uống trà đi. Cũng được. Vậy tôi đi với hai người. Nói như vậy thì ông chủ Hoàng không quan Sáu Cơ sao? Tôi đói rồi. Các cậu có việc điều tra. Vậy anh nói về quan hệ của anh với Lưu Triệu Trường đi. Chuyện này các cậu đều biết. Bất động sản Triệu Trường và bất động sản Thiên Thành là hai công ty phát triển bất động sản lớn nhất của thành phố. Tôi và Lưu Triệu Trường có mối quan hệ cạnh tranh thương mại, không còn mối quan hệ nào khác. Vậy anh nghĩ tại sao Sáu Cơ lại gửi ảnh cho anh? Có lẽ hắn muốn để tôi thắng Lưu Triệu Trường một lần. Dạo này chúng tôi đang tranh chấp quyền phát triển một mảnh đất. Lưu Triệu Trường có thực lực hơn tôi. Vậy phải chăng tôi có thể nghi ngờ anh giết chết Giả Minh Minh vì một miếng đất, sau đó giết người diệt khẩu không? Giết nhân viên quản lý camera Châu Duế. Vì vậy anh có thể khiến cho Lưu Triệu Trường gánh tội thuê sát thủ giết người. Sau đó anh lại dùng ảnh nóng uy hiếp anh ta, nhường mảnh đất cho anh. Giết nhiều người như vậy vì một mảnh đất, cậu thấy tôi sẽ làm chuyện gốc gác như vậy sao? Tôi vẫn câu nói đó. Các cậu có việc điều tra. Tôi còn muốn biết Sáu Cơ là ai hơn các cậu. Số điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Triệu Trường không có giấy tờ đã bị khóa rồi. Có lẽ đòi tiền chỉ là muốn hù dọa anh ta. Mục đích là không để anh ta gây thêm rắc rối. Gần đây việc điều tra Hoàng Bán Thành cũng không có tiến triển gì. Địa chỉ người nhận trên bưu kiện chuyển phát nhanh và cách liên lạc là giả. Như bản thân Hoàng Bán Thành đều không có liên hệ gì đến mấy vụ án. Hoàng Bán Thành cũng coi như là nhân vật của công chúng, rất dễ điều tra. Bình thường anh ta sắp xếp thời gian thế nào? Anh ta đều có chứng cứ ngoại phạm chứng minh anh ta không có mặt ở hiện trường của vụ án, nên Hoàng Bán Thành không thể là Sáu Cơ. Trừ khi Sáu Cơ không phải một người. Dù sao Sáu Cơ gửi tin nhắn đòi tiền cho Lưu Triệu Trường, tôi tin hắn có hành động gian thôi.